để quản lý tốt nguồn vật liệu san lấp mặt bằng của các công trình xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả và để nhanh tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý sử dụng vật liệu để san lấp mặt bằng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng, đảm bảo quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng, bảo vệ môi trường theo chức năng. Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện, thị xã thành phố kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp mua, bán, vận chuyển và sử dụng vật liệu san lấp mặt bằng công trình không có nguồn gốc hợp pháp. Sở xây dựng tài nguyên môi trường tăng cường thanh tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và san lấp cùng với tuyên truyền khuyến khích đầu tư sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên kiên quyết không nghiệm thu công trình xây dựng đối với các trường hợp sử dụng vật liệu sàn lấp mặt bằng không có nguồn gốc hợp pháp